cho bạn. Dạ, em cũng có quà tặng anh. Cảm ơn. Dạ. Cái gì đó? Đây là một bài thơ có tên là Chỉ Mình Anh Thôi, của tác giả là Vũ Thấm. Xin đọc ạ. Lời anh nói khiến tim em càng sao động, muốn bên anh trao hơi ấm vòng tay, nụ hôn nồng êm dịu thật mê say, để anh hiểu lòng em đây thật rõ, tình yêu này chỉ dành cho anh đó, mãi muôn đời không như gió thoảng qua. Em giữ gìn tình cảm chẳng phai nhòa, luôn tươi đẹp như tòa sen tuyệt mỹ. Qua tháng năm tình yêu mãi bền bỉ, dẫu khó khăn ta vẫn trí bền lòng, tim yêu thương vẫn sáng đỏ như mong, trường tồn mãi luôn nồng say anh hỡi. Dấu yêu ơi em vẫn hằng chờ đợi, ngày bên nhau ta khơi gợi lửa tình, vòng tay đang lay động ánh mắt xinh, cuộc đời này chỉ mình anh thôi nhé. Như vậy là cái bài thơ này giống y như cái điều con mong muốn đó, có nghĩa là tình đầu cũng là tình cuối đó. Anh rung lắm hả? Thì cũng không rung gì mấy, thấy em rất là hiền. Dạ em hiền lắm, học sinh thích em lắm à. Thì khi mà quen nhau thì em có thể có rảnh vào ngày nào mình đi như xem phim này kia. Dạ thì phần lớn là em sẽ làm việc trong giờ hành chính đó, thì em cũng sẽ có thời gian rảnh vào thứ bảy chủ nhật. Anh thì có sở thích là nhiếp ảnh thì em dạ em có sở thích là được chụp ảnh. Dạ. Nếu vậy thì tốt quá. Dạ tính em cũng khá là nóng tính đó, cho nên là đôi khi em đi làm em cũng sẽ có một số áp lực á. Dạ. Cho nên là sẽ đôi khi em cũng sẽ nói nhiều nữa, cho nên là anh có khó chịu khi mà em nói nhiều không? Dạ, lời đầu tiên con xin kính chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Chào con. Và con chào tất cả khán giả có trong trường quay ngày hôm nay. Và xin chào anh bên kia ạ. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Nguyễn Thanh Chi. Hiện con 25 tuổi và đang là giáo viên tiểu học, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Con ở đây Kim luôn Chi hả? Con? Dạ đúng rồi ạ. Họ gì con? Họ Trịnh, họ Nguyễn. Dạ, người ta không phải là Kim Chi, người ta là Thanh Chi. Vậy mà tôi nghe tôi tưởng Kim Chi. Rồi mời em trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào, con. Chào cô Hồng Vân, chào bạn nữ bên cạnh và chào quý vị khán giả trong trường quay. Thì con tên là Lâm Quang Tường, năm nay con 25 tuổi, quê ở An Giang. Và con hiện tại con đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của con hiện tại là một làm AI Researcher cho một công ty ở quận 3. Làm gì con? AI Researcher. Là cái gì? Đó là một công việc về làm về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Cụ thể là sao con? Cụ thể là con làm tạo ra cái tiếng nói cho cái máy, cho một cái máy nào đó. À, giống như robot là cần. Dạ. Tiếng nói này kia đó hả? Dạ, con làm. À, rồi. Con nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. À, dạ. Ưu điểm của con là người sống rất là kỷ luật và rất là tôn trọng thời gian và rất là yêu thích trẻ con. Dạ. Khuyết điểm của con thì cũng vẫn còn nóng tính. Hồi trước thì khi con có nóng tính á, thì con có đập đồ, nhưng mà mình đập những cái gối thôi để nó không bể, không tổn hại đến tài sản. Rồi mời em trai. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm cho mình, cho đàn gái người ta nghe luôn. Dạ. Về ưu điểm của con thì là con không hút thuốc, không uống rượu bia, hay giúp đỡ mọi người, thích ca hát trong công ty. Dạ, biết chơi guitar, rồi sau đó biết chơi thổi sáo. Rồi có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của con là hay nhút nhát, rất là sợ nói chuyện với con gái. Đó là lý do con ế tới giờ. Con có mối tình nào chưa? Dạ chưa có mối tình nào. Chưa luôn hả? Dạ. Ôi vậy hả? Trời ơi. Ôi còn mình thì sao? Mình có mối tình nào chưa con? Dạ con có một mối tình. Lý do chia tay? Dạ là do yêu xa. Rồi chia tay bao lâu rồi? Dạ tính tới nay thì cũng 2 năm rồi. Trời ơi cái chữ đẹp giống như in vậy. Menu bán đồ ăn hay gì vậy? Chữ con hả? Dạ. Trời ơi chữ nó đẹp giống như là chữ in luôn á. Cho đàn trai coi cái tờ đó. Dạ. Coi. Không, chút xíu quà của người ta. Chào con. Dạ. Bây giờ con mong muốn cái người bạn nữ mà người yêu của con sẽ như thế nào? Dạ thì con mong muốn một người bạn nữ đầu tiên là tính nết, thật là hiền lành, chăm ngoan, rồi biết phụ giúp gia đình. Còn về ngoại hình thì con muốn sao nè? Dạ con muốn có một mái tóc dài. Tóc dài. Dạ thích. Dạ, và không có xăm mình. Rồi sao nữa nè? Về ngoại hình thì con muốn cỡ ngang con thích một người con gái truyền thống, cho nên thích mặc áo dài. Để chú qua coi đàn gái nha. Dạ.
con là chưa có tình mối tình nào đúng không? Dạ. Đây là mối tình đầu ha. Dạ. Mong ước của con là con chỉ mong muốn là một mối tình và mối tình đó sẽ là mối tình duy nhất của con. Mối tình đầu cũng là mối tình cuối. Cũng là mối tình cuối đúng không? Dạ. À được. Dạ con chào chú. Chào đàn gái. Dạ. Dễ thương, con là chuẩn đó. Dạ. Áo dài trắng dễ thương ha. Áo dài hồng. Con mắc bị gì vậy? Áo dài hồng. Ơi, bây giờ con không thích điều gì ở đàn ông nè? Dạ con không thích một người gia trưởng với lại là hút thuốc, tại vì con không chịu được khói thuốc lá. Đàn trai bên đây không có gia trưởng đâu, hiền lành nhút nhát lắm ha. Dạ. Nhìn thấy biết không hút thuốc rồi. Tại vì nhìn cái răng trắng là không hút thuốc. Dạ. Rồi bây giờ nếu như hai đứa mà hợp nhau á thì khoảng con nghĩ là khoảng bao lâu mình sẽ cho đàn trai bước tới? Dạ bước tới đâu? Bước tới nhà con nhân á con. Dạ có thể là 1 năm hoặc 2 năm ạ. Và tuổi đó gia đình là đẹp rồi đó con ha. Dạ. Con cũng đẹp rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Trai đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đến với ba con, hai đứa bạn và nhân viên, những con người nhân viên trong công ty. À rồi xin chào nhà trai. Dạ xin chào MC Quỳnh Linh, xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Dạ xin chào tất cả anh em trong cái trường quay. Dạ, xin chào cháu, xin chào gia đình của nhà cháu. Tôi tên là Lâm Quang Cánh, quê ở An Giang. Thì đến đây để mà để cho con tôi giữ cái buổi mà họ hẹn, thì gặp cháu ghe ba bé này thì phải nói là cũng rất là xinh. Thì con ơi, thì hai con làm sao như thế nào cho nhau một cơ hội để làm quen với nhau để tiến tới cái hôn nhân. Cảm ơn nhà trai. Gái đi dài. Dạ, con đi với chị ruột với lại hai chị đồng nghiệp. Mời là gì nhà gái? Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, chào bác, bác chào mọi người trong trường quay và chào bạn Nam bên đây. Thì bé Chi ở nhà nó rất là ngoan và chỉ có một cái tật xấu nho nhỏ thôi, đó là nó rất là mê ngủ. Nhưng mà cái nó thì mình nghĩ là chắc có thể là sửa được. Còn về bạn Nam bên đây á, thì là chị thấy là em rất là dễ thương, mà hai bé rất là xứng với nhau. Và hy vọng là hai em có thể cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu, để tiến tới xa hơn. Yeah. Đi lo gia đình cho em gái. Yeah. Mình có gia đình chưa? Dạ chưa, dạ chưa. Rồi vậy thôi mấy bữa nữa lên đây ngồi. Dạ, chứ em cũng hy vọng vậy. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Dạ. Mở rào. Dạ, chào bạn. À, dạ. Em cũng có quà tặng anh. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cái gì đó? Đây là một bài thơ có tên là Chỉ Mình Anh Thôi, của tác giả là Vũ Thấm. Xin đọc ạ. Lời anh nói khiến tim em càng sao động, muốn bên anh trao hơi ấm vòng tay, nụ hôn nồng êm dịu thật mê say, để anh hiểu lòng em đây thật rõ, tình yêu này chỉ dành cho anh đó, mãi muôn đời không như gió thoảng qua. Em giữ gìn tình cảm chẳng phai nhòa, luôn tươi đẹp như tòa sen tuyệt mỹ. Qua tháng năm tình yêu mãi bền bỉ, dẫu khó khăn ta vẫn trí bền lòng, tim yêu thương vẫn sáng đỏ như mong, trường tồn mãi luôn nồng say anh hỡi. Dấu yêu ơi em vẫn hằng chờ đợi, ngày bên nhau ta khơi gợi lửa tình, vòng tay đang lay động ánh mắt xinh, cuộc đời này chỉ mình anh thôi nhé. Như vậy là cái bài thơ này giống y như cái điều con mong muốn đó, có nghĩa là tình đầu cũng là tình cuối đó. Anh rung lắm hả? Thì cũng không rung gì mấy. Thấy em rất là hiền. Dạ em hiền lắm, học sinh thích em lắm à. Thì khi mà quen nhau thì em có thể có rảnh vào ngày nào mình đi như xem phim này kia. Dạ thì phần lớn là em sẽ làm việc trong giờ hành chính đó, thì em cũng sẽ có thời gian rảnh vào thứ bảy chủ nhật. Anh thì có sở thích là nhiếp ảnh thì em dạ em có sở thích là được chụp ảnh. Dạ. Nếu vậy thì tốt quá. Dạ tính em cũng khá là nóng tính đó, cho nên là đôi khi em đi làm em cũng sẽ có một số áp lực á. Dạ. Cho nên là
sẽ đôi khi em cũng sẽ nói nhiều nữa, cho nên là anh có khó chịu khi mà em nói nhiều không? Thì hằng ngày thì anh tối ngày chỉ ngồi trước máy tính đâu mà ít khi nói chuyện với người khác. Về nhà và ban đêm thì anh cần có người để chia sẻ nói chuyện này kia, thì em nói chuyện nhiều cũng tốt. Bây giờ nó nóng tính vậy con chịu được không? Con có gia trưởng không? Bé này nó sợ nhất là gia trưởng nè. Con thì cũng không gia trưởng gì mấy. Dạ. Không có gì mấy là sao, là có hả? Dạ thì con cũng gia trưởng đúng lúc thôi chị cô. Ví dụ cái gia trưởng của con là sao nè? Ví dụ như là mình nuôi dạy con cái. Cái là dạy con là... mà lại gia trưởng là như thế nào vậy? Là sao luôn cô không biết luôn á. Dạ. Thì giống như là nó quậy quá thì mình phải như mình phải quản lý nó chặt chẽ hơn. Dạ, như, dạ. À, cái đó là đúng, cái đó là phải gia trưởng. Dạ. Ví dụ bây giờ đó là con muốn con trai mà giờ con để con gái là con không chịu đó. Đó thì đó, đó mới là gia trưởng đó. Đó. Ừ. Dạ, dạ, dạ. Nói vậy cái bạn hết hồn. Dạ. Bạn trai không có gia trưởng đâu, nhìn cái tính không bao giờ gia trưởng đâu. Không chừng về bên đó mới gia trưởng đó. Chứ không phải bên đây đâu nha. Rồi bây giờ con đưa cái tờ này cho chú nào. Dạ. Con bước tới nắm tay bạn gái, truyền cảm xúc cho nhau xong mình quyết định nào. Bắt tay hả? Chưa nắm lần nào tội nghiệp nữa. Con nhìn thẳng mắt bạn gái. Suy nghĩ gì nói. Anh muốn hát tặng bài bài của bài tên là Mãi Mãi. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao. Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời. Dạ em cảm ơn mình anh. Mình đáp lại liền con chi. Dạ vậy em cũng gửi anh một đoạn nhỏ trong bài Mình Yêu Nhau Đi. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hãy để cho trăng anh cười lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Dạ rồi. Hai cái bài hát nó nói hết rồi Linh ơi. Rồi. Hai bạn để tay vào hai cái bóng bóng, nhắm mắt lại. Bây giờ kiểm tra lại con tim của mình xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình cùng đi suốt cuộc đời còn lại hay không. Nếu đúng đừng ngần ngại, cứ bấm ngay cái nút đó. 1, 2 và 3. Mặt trai cưng ghê, giống như nó bắt được của vậy đó. Nắm tay đi con. Bây giờ nói xin chị với lại ba má của bạn gái đó cho phép tụi con bắt đầu rồi. Bây giờ tụi con hẹn hò với nhau. Em cũng xin phép chị và gia đình cho em được quen với bạn đây. Em hứa sẽ quan tâm chăm sóc cho bạn, cũng như là bảo vệ bạn. nhớ bạn tên gì không? Tên Chi. Con nói với bác đi, con nói với bà đi. À, dạ, là đầu tiên con xin chào bác. À, hôm nay con cũng rất là vui khi con được gặp anh đây với lại gặp được gia đình. Thì qua chương trình này thì con cũng rất là hy vọng là con với anh sẽ có thời gian để tìm hiểu và nếu được thì có thể tiến xa hơn được nữa. Bây giờ đó nè, nụ hôn đầu tiên tôi cũng căng giùm cho chú nè. Dạ. Coi cho được nha. Chứ chưa được. Trời, nó giống như chim mắm mồi ông nội ơi. Bên đây nè, đó. Đó. Lại. Lần đầu tiên từ từ để nguyên đó. Để nguyên đó. Để nguyên. Dạ rồi. Kinh quá trời kinh nè. Nhưng mà cái cảm giác hung đầu tiên nó làm sao con? Cảm thấy nó... Nó làm sao? Hả? Nó làm sao? Hả? Nói chú nghe nó coi. Nó lần lần hả? Dạ. Hồi đó giờ anh quen ăn cá, bây giờ lần đầu tiên anh hung lên má.
Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tính đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc mừng người con nha. Chúc hai đứa tìm hiểu nhau, cố gắng hỗ trợ cho nhau để chăm sóc cái mối tình này nha. Dạ, con cảm ơn chú Quyền Linh ạ.